Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại màn truy đuổi đối tượng trộm xe máy trên quốc lộ 51, đoạn qua xã Long Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, đang nhận được nhiều sự quan tâm chú ý từ phía cộng đồng mạng. Khi bị truy đuổi, tên cướp tăng ga bỏ chạy rồi gây tai nạn. Ngay sau đó, hắn bỏ lại xe máy, chạy bộ vào một con ngõ để tìm đường bỏ trốn, không khác gì phim hành động. Theo thông tin được đăng tải, sự việc xảy ra trên quốc lộ 51 đoạn qua xã Long Phước, Bà Rịa, Vũng Tàu. Trước đó, đội SOS Tân Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu nhận được tin báo mất xe của người dân. Sau đó, đội này đã liên lạc với câu lạc bộ phòng chống tội phạm Nhân Trạch nhờ hỗ trợ. Hình ảnh ghi lại được cho thấy, khi vừa lưu thông tới ngã ba Nhân Trạch, một nam thanh niên điều khiển chiếc xe Future bất ngờ bị một người đàn ông mặc áo trắng áp sát túm vào áo. Thấy vậy, hắn liền đẩy người đàn ông ra rồi lập tức tăng ga bỏ chạy. Biết bị truy đuổi, đối tượng này liên tục lạng lách, ép xe hòng trốn chạy. Khi bị truy đuổi tới thị trấn Long Thành, Đồng Nai, hắn cố tình chạy ngược chiều và va chạm với một người đàn ông đi đường. Sau khi ngã xe, đối tượng đã chạy bộ vào một con hẻm thì bị thành viên của câu lạc bộ khống chế và bàn giao cho lực lượng chức năng.